Ba. Son phấn Hải Đường bán nhiều như vậy, mỗi một người đều có công lao. Mặc Hòa và Nguyệt Minh cùng nhau tuyên truyền tiêu thụ, công lao không thể không nhắc đến. Mẹ nói đúng lắm. Không chỉ như vậy, anh còn quản lý công xưởng và cửa hàng cũng rất tốt. Anh, em mời anh. Nguyệt Minh à, Nguyệt Hiên, sản nghiệp của Lãng gia sau này cha giao cho anh em tụi con. Nguyệt Hiên à, cô phải chỉ bảo cho Nguyệt Minh nha. Nguyệt Minh, nghe rõ chưa? Cha con kỳ vọng rất lớn, sau này phải nhờ anh em tụi con rồi. Dạ. Được rồi, mau ăn cơm đi. Nào. Hôm nay con có chuyện muốn tuyên bố. Con muốn nói với mọi người, con và Hải Đường đang yêu nhau. Con điên rồi. Mẹ, điều mà con và Hải Đường muốn nhất là được mọi người chúc phúc. Không thể nào. Cố Hải Đường, cô đang tính toán điều gì? Trước thì quyến rũ Nguyệt Minh, giờ thì quyến rũ Nguyệt Hiên. Cô đã là đứa con dâu bị bỏ của nhà họ Lãng, tôi tuyệt đối không cho phép cô bước vào nhà họ Lãng nữa. Cô làm như vậy rõ ràng là làm khó Nguyệt Minh, làm anh em nó bất hòa, làm cho Lãng gia bị bêu rếu khắp chốn. Phu nhân, con với Nguyệt Hiên là thật lòng yêu thương lẫn nhau, mong phu nhân có thể chấp nhận. Cô chưa bao giờ có tư cách làm dâu nhà họ Lãng, Mặc Quả mới có tư cách. Hai người không hung đăng hộ đối, cô không có tư cách làm con dâu nhà họ Lãng. Được rồi Xuân Ngôn, bà nói vậy hơi quá lời rồi. Cha, mẹ, vụ lừa hôn trước đây chính là sai lầm. Hôm nay con sẽ sửa chữa lỗi lầm này. Đúng, chính là sai lầm lớn. Mẹ không nên để cô ta bước vào nhà này. Cố Hải Đường, cúp đi. Mẹ, cúp đi. Nguyệt Hiên à, cô đưa Hải Đường về trước đi. Đi đi. Đi. Được rồi, xe cô đậu ở đây, tôi không tiễn cô nữa. Nếu về trễ một chút, cha cô để hỏi lung tung. Mời. Tâm trạng của em không tốt, anh nói chuyện với em đi. Được rồi, Long Đại tiểu thư, cô muốn nói chuyện gì cứ nói đi, tôi nghe đây. Cha anh khen Hải Đường và Nguyệt Hiên trước mặt tất cả mọi người. Nguyệt Hiên vừa nói xong, cha anh càng coi Hải Đường là người thích hợp làm con dâu nhất. Như vậy mà anh cũng nhịn được. Không nhịn thì có thể làm gì đây? Vốn dĩ em cho rằng Hải Đường và Nguyệt Hiên không thể nào ở bên nhau. Ai mà biết được cô ta lừa tất cả mọi người. Cô ta không ngây thơ giống mọi người nghĩ đâu. Em ghét nhất cái bộ dạng tự cho mình thanh cao, nhưng giả dối nhất chính là cô ta. Hải Đường không sai chút nào, là do cách của cô không đúng thôi. Vậy cách của anh đúng thì sao không có được cô ta? Nhìn xem, nhìn xem, nhìn xem. Chính tính cách này của cô mãi mãi cũng không theo đuổi kịp Nguyệt Hiên. Ý anh là gì chứ? Giống như cô lúc trước dạy tôi cách theo đuổi Hải Đường vậy. Đàn ông sợ nhất chính là loại con gái dai như cô. Nguyệt Hiên cũng vậy. Cô có biết Hải Đường tại sao lại hấp dẫn không? Chính bởi vì cô ấy dứt khoát với nó như vậy. Còn cô, cô ép nó như vậy, Nguyệt Hiên càng trốn cô hơn nữa. Đạo lý này chẳng lẽ em không rõ? Mềm mỏng cứng rắn em đều đã thử. Không phải hai người họ cuối cùng vẫn ở cạnh nhau sao? Nghe ý này của cô là chuẩn bị từ bỏ rồi à? Đương nhiên là không có. Vậy thì tốt, chúc cô sớm ngày thành công.
nguyện vọng của chúng ta vẫn chưa có đạt được. Không phải đâu. Ước nguyện tới một ngôi sao còn chưa đạt được, nhưng chúng ta còn có nhiều ngôi sao như vậy. Nguyện vọng của chúng ta nhất định sẽ thành hiện thực. Nguyệt Hiên à, em không muốn vì chuyện này làm cha mẹ anh phải đau buồn. Anh nhớ lấy, cha mẹ khỏe mạnh, cả nhà hòa thuận vui vẻ quan trọng hơn mọi thứ. Nhưng em cũng quan trọng với anh mà. Em yên tâm, anh sẽ xử lý tốt quan hệ giữa gia đình và tình yêu. Lại nhớ cha em rồi sao? Lúc đầu em đến Côn Dương chính là vì muốn tìm cha của em. Lúc em ở ngôi miếu nhìn thấy bài vị của cha em, em thực sự không muốn tin cha em lại rời xa em mãi mãi như vậy. Bây giờ vẫn không tìm thấy chân tướng cái chết của cha em, chẳng có thu hoạch gì cả. Em đừng có nản lòng, chúng ta còn có hy vọng mà. Giờ không phải chúng ta đã biết một chút manh mối về Yên Chi rồi sao? Em sẽ không từ bỏ đâu. Em có biết không, em rất kiên cường, có chuyện gì đều tự mình gánh vác hết. Nhưng em đừng có quên, có anh ở bên cạnh em, anh sẽ điều tra chân tướng cái chết của cha em. Trước đây anh nghe người xưa thường nói, sau khi người thân rời khỏi chúng ta sẽ hóa thành một ngôi sao trên bầu trời, đêm đêm đều bảo hộ chúng ta. Anh tin cha em cũng đang dõi theo chúng ta. Hải Đường à, anh thề với em, anh sẽ đối xử tốt với em, không để em chịu bất kỳ uất ức nào hết. Chúng ta chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Hãy tin anh. Mùi hương trên người em hôm nay rất thơm. À đúng rồi, em làm anh đột nhiên nhớ đến, chị dâu anh không biết dùng thảo dược gì để làm một loại túi thơm, mùi hương cực kỳ thơm. Lúc đó anh đã nghĩ có thể dùng túi thơm đó làm thành một loại phấn thơm, hoặc là lấy phấn thơm làm thành túi thơm, sau đó chế ra dòng sản phẩm nước hoa mang tính đặc sắc của dân tộc. Anh tin đó chắc chắn là một việc rất có ý nghĩa. Được đó. Thực ra em vẫn luôn nghĩ chế ra loại nước hoa mang theo cá tính của mình. Thấy chưa, anh đã nói rồi mà, ngôi sao sẽ giúp chúng ta hoàn thành tâm nguyện. Anh biết em đang nghĩ cái gì, em cũng biết anh đang nghĩ cái gì. Tự cho là đúng. Vậy em có thích tính cách đó của anh không? Nè, em nhìn ngôi sao đó đi, giống cái gì? Ngôi sao nào? Chính là ngôi sao sáng nhất đó. Cái nào? Ở đâu? Ở... Sao hôm nay đẹp quá.
Nóng quá. Xin lỗi mẹ. Không vừa ý chút nào. Đầu óc đang nghĩ cái gì vậy? Mẹ, con chỉ đang thương cảm chút thôi. Nguyệt Hiên về nhà, công xưởng loại trừ gian tế, son phấn Hải Đường bán đắt, rõ ràng là chuyện vui. Sao lại trở nên như vậy chứ? Sao chứ? Lúc đang ăn cơm, cha khen Hải Đường và Nguyệt Hiên lên tận trời. Con lo là cha đối với chuyện của hai người họ không quan tâm. Con thấy anh hai có chút không tự nhiên. Hải Đường với Nguyệt Hiên nếu thật sự ở bên nhau thì sau này anh hai làm sao nhìn mặt người khác? Hơn nữa, chuyện này mà đồn ra ngoài thì sẽ không tốt cho nhà chúng ta. Nói đến chuyện này là mẹ lại bực mình. Lão gia đã đem hết tất cả công lao cho Nguyệt Hiên và cố Hải Đường. Nguyệt Hiên lại dám đem chuyện của nó và Hải Đường ra nói như vậy. Chuyện này thật sự không quản không được. Cũng khó trách. Cha đâu có biết Hải Đường đó cãi lời mẹ trước mặt mọi người ra sao. Nguyệt Hiên vì bảo vệ cô ta không giữ thể diện cho mẹ. Bây giờ tốt rồi, hai người họ thành công thần trong mắt cha, không phải là đang giả do mặt mẹ sao? Diệu Lan biết sai. Diệu Lan không cố ý làm mẹ tức giận. Mẹ không tức con, mà là tức cố Hải Đường. Một ngày nó không đi, Nguyệt Hiên sẽ càng ngày càng lún sâu hơn. Trách mẹ trước đây không đủ nhẫn tâm, có cơ hội có thể đuổi nó đi mà cứ để nó ở công xưởng tác quai tác quái. Lần này mẹ tuyệt đối không mềm lòng. Đúng đó mẹ, lần này Diệu Lan đánh bảo nó những lời này chính là thấy lo cho mẹ. Nguy cơ rõ ràng như vậy mà cha coi như không thấy. May mà trong nhà còn có mẹ. Cố Hải Đường này phức tạp quá, chuyện gì cũng xoay quanh cô ta, không thể nào là trùng hợp được. Vậy con phải lưu ý giúp mẹ, có động tĩnh gì nhớ nói mẹ biết ngay. Ừ. Nguyệt Hiên, hành động nhanh như vậy rồi sao? Đây chính là nhiệt tình nói làm phải làm. Đây chính là nước hoa Đông Phương hả? Chính xác mà nói, đây là nguyên liệu quan trọng của nước hoa Đông Phương, gọi là hương châu. Anh lấy ra từ thực vật thuần chất, nó có mùi hương khác biệt, hơn nữa còn có thể tùy chỉnh, khiến cho mỗi người đều có thể có mùi hương mình thích. Tùy chỉnh, khái niệm này hay đó. Em tin là nước hoa Đông Phương nhất định sẽ thành công giống như là son phấn Hải Đường. Em thích mùi gì? Em thích mùi vị mà chỉ có mình anh có. Hey, bây giờ tới thời gian nghỉ trưa cũng không có. Làm việc không ngừng nghỉ như vậy, tay chân run hết lên, còn hoa mắt nữa. Ai kêu son phấn Hải Đường bán chạy như vậy, toàn thành phố đều xếp hàng đặt kìa. Vì Nguyệt Hiên thiếu gia của chúng ta, phải cố gắng lên một chút. Có tác dụng gì chứ? Nữ công quá nhiều chuyện rồi, nhìn thấy phụ nữ đâu có nhìn thẳng vào mặt cô đâu. Cũng đúng, cô nói xem, Nguyệt Hiên thiếu gia tuấn tú như vậy, sao lại thích chị dâu của mình chứ? Từ trước tới giờ đều là em chồng yêu chị dâu. Đáng thương thay Nguyệt Minh thiếu gia bị quay vòng vòng. Chuyện của Nguyệt Hiên với Hải Đường nhanh vậy đã đồn khắp công xưởng rồi sao? Do tôi quản lý không nghiêm, ai còn nói lung tung thì trừ một tháng tiền lương đi. Dạ. Xong rồi. Nè, chúng ta ăn cơm thôi. Há miệng ra. À, không ăn hả? Một là em ăn một miếng, hai là hôn anh một cái. Em chọn đi. Anh chọn giúp em nha. Hôn anh cái. Chị Diệu Lan, sao chị lại đến đây? Tôi đem chút điểm tâm cho hai người. Nguyệt Hiên,
Tính cách của mẹ thì cậu cũng biết. Chuyện của cậu với Hải Đường cứ từ từ đi, tốt nhất đừng đối nghịch với mẹ. Em biết mà chị. Nhiều lúc thấy ngưỡng mộ Hải Đường thật. Có người thương, có người yêu. Nguyệt Hiên, trước giờ không có cơ hội nói chuyện riêng với cậu. Chuyện xảy ra lần trước cậu không để tâm chứ? Sao có thể chứ. Là do em hồ đồ, nhận nhầm người rồi. Em vẫn nợ chị một lời xin lỗi. Mẹ không làm khó chị chứ? À đúng rồi, lúc nãy hai người nghiên cứu cái gì mà nghe thơm vậy? À, nước hoa Đông Phương là tâm ý của em dành cho Hải Đường. Em muốn chế tạo ra loại mùi hương chỉ thuộc về Hải Đường. Đúng rồi chị dâu à, em biết chị rất hiểu biết cách phối hương thơm. Lát nữa chị tới công xưởng hướng dẫn cho em nha. Được, chị rất vui lòng. Vậy em tiễn chị tới đây thôi, em phải làm việc rồi. Cậu trở về đi. Dạ. Con vừa vào công xưởng đã nghe thấy các công nhân lén lút bàn tán nói quan hệ của Hải Đường và Nguyệt Minh với Nguyệt Hiên. Có thể thấy chuyện của họ sớm đã trở thành chuyện cười sau bữa trà chiều. Sau đó con đi tìm bọn họ, vừa vào cửa đã nhìn thấy Hải Đường và Nguyệt Hiên đang liếc mắt đưa tình. Khi thấy con cũng hoàn toàn không trốn tránh, rõ ràng là coi bản thân thành nữ chủ nhân của công xưởng rồi. Cố Hải Đường không thể giữ. Cả thành Công Dương sẽ có mùi mê người này sớm thôi. Có phải mùi trên người anh cũng rất mê người không, Hải Đường? Anh cảm thấy đây là một món quà ý nghĩa mà anh tặng cho em. Nói thật đó, anh thực sự mong mỗi một cô gái đều có thể giống em, đều có được người đàn ông tốt như anh vậy. Nguyệt Minh, anh, nước hoa Đông Phương chế tạo thành công rồi. Đúng đó. Được, chúc mừng hai người. Vậy tiếp theo thì anh sẽ tìm mặt quà chụp quảng cáo tuyên truyền. Sản phẩm cũng có thể tung ra rồi. Anh, anh sẽ chúc phúc cho tụi em đúng không? Quyến rũ thêm một chút nữa được không? Giơ tay cao lên một chút. Có biết cười không vậy? Làm gì có ai tạo dáng như cô. Tạo dáng đẹp một chút nữa đi. Có biết tạo dáng cho đẹp hơn nữa không? Rốt cuộc có biết hay không? Không đẹp, tạo dáng khác. Tạo dáng khác đi. Tiểu thư, anh xuống đi. Tiểu thư, anh coi tôi là ai chứ? Thái độ của anh là sao đây? Tôi là con gái của Long Đại Soái Long Mặc Quả. Nếu anh còn dám nói kiểu đó, tôi sẽ bắn chết anh. Được rồi, Mặc Quả, cậu ra đó đi. Bất giận đi hả? Bất giận. Nào, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Em không có cực khổ. Bây giờ ngửi thấy mùi nước hoa dởm này, em liền nghĩ tới bộ dạng thân mật tình tứ lúc chế tạo sản phẩm của hai người họ. Làm sao còn tâm trạng chụp chứ? Anh còn cười được à? Không phải, tôi nói thật. Cô ăn mặc như vậy, tôi thích từ tận đáy lòng luôn đó. Cô phải biết, bộ quần áo này là bộ đẹp nhất từ khi cô mặc làm mẫu đó. Anh Nguyệt Minh, thẩm mỹ của anh lúc nào biến thành như vậy? Cái màu này, phối cùng bộ này. Không phải, anh đang chọc tức em đúng không? Bắt em làm áo cưới cũng thôi đi, còn bắt em làm đại diện cho sản phẩm của tình địch. Em mong nước hoa Đông Phương một chai cũng không bán được. Cái gì mà hương vị của tình yêu. Em chẳng ngửi thấy mùi gì cả. Anh ngửi được không? Mặc Quà, cô có biết màu vàng đại diện cho cái gì không? Màu vàng đại diện cho sự đố kỵ. Đố kỵ sẽ khiến người ta
trở thành kẻ ngu ngốc, đem hết bụng dạ ra. Cái gì của cô sẽ luôn thuộc về cô, không thể gấp gáp được. Em nè, sao lại tới đây làm gì? Mua cho cô đó, mau ăn đi. Không phải đã nói rồi sao, lần sau đừng cho đồ ăn giặt nữa. Anh không biết tôi ăn nhiều sẽ mập à? Ừ, không mập không mập, cô mà ăn xong sẽ vui mà. Tôi hỏi anh một chuyện. Nguyệt Hiên dạo này thế nào rồi? Ở chung với Hải Đường có vui không? Dạ, bây giờ họ vô cùng thân thiết, rất là ngọt ngào luôn. Tôi khuyên cô sớm từ bỏ đi, miễn cưỡng không có gì tốt đẹp hết á. Tôi khuyên anh sớm từ bỏ đi, câu này cũng là tặng anh đó. Cái này cho anh. Ủa, cái này là gì vậy? Tôi hỏi anh, màu vàng đại diện cho cái gì? Tình yêu. Yêu cái đầu anh đó. Hả? Ủa? Yêu cái đầu của mình hả? Trời, vậy là thích cái đầu trọc của mình. Cảm ơn. Xin mời dùng. Cảm ơn. Sao sự việc lần trước anh cứ trốn tôi hoài vậy? Không 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 có mà. Tôi thấy cô hơi bận. Còn nói không có. Anh đừng cảm thấy khó xử, coi như là chưa có chuyện gì xảy ra là được rồi. Coi tôi là đối tượng để tâm sự chuyện tình yêu đi. Cái này được, cái được đó. Phạm Trân, thật ra thì cô tốt lắm đó, tốt lắm á. Tốt nhưng mà anh cũng thích mạt quả hơn mà. Tôi là cóc ghẻ đội ăn thịt thiên nga. Anh thích cô ấy ở cái gì hả? Tôi đặc biệt khâm phục cô ấy dám yêu dám hận, vì đạt được mục đích bất chấp tất cả, vì bạn bè không tiếc cả mạng sống của mình. Đó đều là những thứ tôi còn thiếu. Con người tôi khi đụng vô lựa chọn đều sợ hãi. Vả lại mỗi ngày đều sống đần độn vô vị, lúc nào cũng là cái bóng của người khác ở trên. Nên tôi cực kỳ hâm mộ cô ấy, sống rất là sảng khoái, vô cùng đặc sắc luôn. Cái này người ta gọi là trong mắt người tình nhìn ra tay thi. Đúng. Nhưng mà tôi thấy anh cũng tốt lắm, vừa lương thiện vừa thành thật, cũng không có ý gì xấu, rất thấu hiểu cho người khác, rất thích hợp làm bạn trai. Cũng chỉ có mình cô nghĩ vậy thôi đó. Cô không thấy mặt quà từ chối tôi ra sao hả? Từ chối anh thì sao chứ, không phải cô ta cũng bị từ chối sao? Tôi còn bị anh từ chối đây nè, đâu có mất mặt đâu. Ít nhất tôi từng cố gắng giành lấy, cho nên cũng không cảm thấy hối hận. Tôi đoán chừng mặt quà cũng không có hối hận đâu. Tôi cũng nghĩ như vậy á. Trước giờ tôi chưa từng chủ động tranh giành cái gì hết, ngoại trừ mặt quà. Lần này tôi sẽ không buông tay đâu. Tuy là rất có thể đời này tôi cũng không có thành công. Anh điên hả? Hả? Anh điên rồi sao? Chúng ta không phải đã hết thuốc chữa rồi sao? Tôi chính là thuốc của anh nè. Tôi không có uống nổi. Anh cứ thử đi ha. Thì tôi thử. Hay là như vậy đi, chúng ta cùng nhau kiên trì ha. Cùng nỗ lực vì mục tiêu của mình, quyết không buông tay. Được, vì kiên trì không buông tay. Cạn ly. Cạn ly. Ê, có phải là cô mập lên không? Hả? Làm ơn tránh ra giùm đi. Báo đây, mua báo đây. Lão cha, vậy tôi đi xuống trước. Rồi đó, giúp tôi điều tra coi cô gái đi theo bên cạnh A Văn rốt cuộc có lai lịch ra sao. Dạ được lão gia. Phu nhân đi thông thả nha. Phu nhân dạ rồi. Hay dạ, khách khí rồi. Nào cô đây. Hai chị lần sau nhớ ghé nữa nha. Hay dạ, đi thông thả ha. Rồi đi thông thả. Cảm ơn nha. Đi thông thả ha. Bao lên đi. Dạ rồi. Để cho tôi hai hờ đồ của tôi đâu.
À được, cô cầm lấy. Tôi cũng muốn mua dạ, nữa. Dạ cô cầm lấy nha. Được, của cô đây. À, cô cầm lấy. Tính luôn sổ hàng lần trước bị Long Đức Thủy đốt hết, thêm cả Hoa Cát Lợi và Nam Dương rút lại đơn hàng, thì hàng lộ tổn thất rất nghiêm trọng. Hơn nữa bây giờ chúng ta không có sản phẩm mới để đưa ra. Trước mắt tiêu thụ của cửa tiệm đều là chút hàng tồn kho, còn chỗ sản phẩm cũ đó thành tích tiêu thụ không khá hơn, cũng không kém hơn, à, chỉ đủ duy trì thôi. Trước mắt Lãng Ly Xuân lại liên tục đưa ra hai sản phẩm mới, số lượng bán ra trên thị trường bị bọn họ chiếm hơn một nửa. Cứ tiếp tục như vậy, người ta ăn thịt, còn chúng ta đến xương cũng không được ăn. Bây giờ so với Lãng Lý Xuân, mình không đáng là gì, chỉ có thể bị động chịu đòn. Ông ra ngoài đi, để tôi nghĩ kỹ lại đã. Dạ. Nước hoa Đông Phương kia lên thị trường, sự nổi tiếng không kém son phấn Hải Đường. Không ngờ con và Hải Đường nói làm là làm, nhanh như vậy đã cho ra sản phẩm mới rồi. Con có thể học được và thấu hiểu đạo lý kết hợp trung tây, cha thấy rất là vui. Sách lược tuyên truyền của Nguyệt Minh càng tuyệt vời hơn, lời tuyên truyền đi vào lòng người. Cảm ơn cha đã khen. Anh, em cũng phải cảm ơn anh. Anh cho nước hoa Đông Phương tuyên truyền vô cùng mới lạ như vậy, khiến nó thêm bội phần sắc màu. Đây là điều nên làm mà. Bây giờ đến cả hoa hồng vàng trong thành Cung Dương giá thành cũng tăng mạnh, giỏi lắm ha. Cha, con có một suy nghĩ. Con muốn chuyên làm về nghiên cứu phát triển sản phẩm, vì đây cũng là sở trường của con. Khoảng thời gian trước con không ở công xưởng, anh con quản lý công xưởng rất gọn gàng ngăn nắp, cho nên sau này con muốn chuyên nghiên cứu, anh con phụ trách tiêu thụ, cho thấy được không? Hai anh em của con, cha chỉ có phân công. Dù sao Nguyệt Minh thời gian vào ngành vẫn ngắn, con vẫn phải dạy anh con nhiều. Chuyện này thì sau này hãy nói đi. Không sao đâu anh. Đúng, cha nói rất đúng. Rất nhiều phương diện con vẫn phải học hỏi ở cha nhà Nguyệt Hiên nhiều hơn. Trong này có một tờ văn kiện rất quan trọng, nói rõ là mong ông nhận tận tay. Người nào đưa cho cậu vậy? Là một đứa trẻ, chưa kịp hỏi đã nhanh chóng chạy đi rồi. Trên thư cũng không có ghi tên. Nước hoa Đông Phương, mùi hương thiếu nữ đang yêu. Đây là sản phẩm mới của Lãng Lý Xuân chúng tôi, tên là nước hoa Đông Phương. Nó lưu hương rất lâu, dễ dàng mang theo. Vừa tung ra thị trường, đã nổi tiếng khắp thành Công Dương. Loại nước hoa này, trong Lãng Lý Xuân chúng tôi, là sản phẩm tiêu thụ nhiều nhất. Nếu như ông chủ Vàng muốn hợp tác, tôi nghĩ chúng ta có thể bàn bạc một chút. Ông chủ Lãng mong chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ? Tôi cáo từ trước. Được. Được. Ông chủ Vàng. Tốt rồi, được. Cảm ơn luật sư Trần. Tạm biệt. Cha, con đã gọi cho luật sư Trần kiểm chứng rồi. Đúng là có ông chủ Vàng. Hơn nữa làm ăn cũng rất lớn. Xem ra, ông ấy thật lòng muốn lấy hàng của chúng ta đó. 500 thùng không phải con số nhỏ. Cẩn thận một chút. Dạ. Cha cứ yên tâm. Vậy cha đi trước đây. Dạ.
Công việc còn lại giao cho cô ấy đi, chắc chắn không có vấn đề gì. Đại thiếu gia, anh với cha ở cửa hàng đã đàm phán xong một vụ làm ăn, chắc cô cũng biết rồi chứ. Vì vậy chúng ta nên toàn tâm toàn lực hoàn thành giao dịch này. Nhưng công nhân đều đã làm hết sức, lượng yêu cầu của mỗi sản phẩm đều rất lớn, vì vậy mọi người đều phải tăng ca làm thêm. Đơn hàng này bao giờ cần? Trong vòng 15 ngày, mùng 1 tháng sau. Sao gấp vậy chứ? Vậy bây giờ chỉ còn một cách, tất cả sản phẩm khác đều dừng lại, tất cả công nhân đều đến đây cùng làm nước hoa Đông Phương. Bột trứng ngỗng vẫn còn trong kho, doanh số bán son cũ không tốt, chỉ bằng lấy hai bên nhân công đó hợp lại hoàn thành đơn hàng. Được, như vậy đi. Ừ, được, nè, đi thôi. Dạ. Anh, nếu chúng ta dùng số tiền này mua nguyên liệu, vậy thì tiền vốn của chúng ta không thể xoay được. Em sợ như vậy sẽ có chút nguy hiểm. Nhưng nguyên liệu trong kho không còn nhiều nữa, không thể trì hoãn việc sản xuất. Nhưng mà hiện giờ chính là lúc hương liệu và hoa hồng tăng giá, giá thành quả thật rất cao. Nhưng mà cha nói chuyện rất hợp với ông chủ đó. Hơn nữa, hợp đồng cũng đã ký rồi. Cha năm lượt bảy lượt dặn dò, nhất định phải giao đúng hàng đúng thời gian. Được, vậy em nghĩ cách đã, xem có cách nào gom đủ vốn không. Được, vậy em mau chóng sắp xếp đi. Giờ anh đi mua đồ đi. Được. Phu nhân, lão gia về rồi. Lão gia về rồi à? Ờ. Dạ. Tụi nó đâu hết rồi? Đứa thì bận việc ở công xưởng, đứa thì bận việc đi tiêu thụ. Nhà lớn như vậy chỉ còn lại một mình tôi thôi. Định là cùng với mọi người chúc mừng một chút. Hôm nay tôi ký được một hợp đồng làm ăn lớn à? Lợi nhuận đủ so sánh với tổng tiêu thụ cả một năm của làng Lý Xuân. Vậy đúng là đáng chúc mừng. Diệu Lan à, lấy bình rượu nữ nhi hồng ủ 18 năm ra đi. Dạ mẹ. Thôi bỏ đi, có mỗi hai chúng ta không có hứng thú. Lão gia, chỉ có hai chúng ta, ngay cả hứng chúc mừng cũng không có. Cái từ hứng thú này giữa hai chúng ta trước giờ chưa bao giờ có. Con của chúng ta đều lớn hết rồi. Nguyệt Minh và Nguyệt Hiên bây giờ là trợ thủ đắc lực của tôi. Tôi cũng phải cảm ơn bà. Nghe được lời cảm ơn của ông thật không dễ dàng gì. Khái niệm nước hoa Đông Phương đúng là rất mới lạ. Rất nhiều thương gia ngoại tỉnh đều nghe tiếng đến đây. Nguyệt Hiên và Hải Đường đúng là rất có tài năng. Hai người bọn họ luôn có thể kích thích linh cảm cho nhau. Nếu như Hải Đường có thể khiến cho Nguyệt Hiên thay đổi tính cách, đó cũng là chuyện tốt. Ông đừng ở trước mặt tôi nhắc đến Hải Đường, nhắc đến tôi lại thấy phiền phức. Tại sao bà cứ luôn tính toán với nó hoài vậy? Chẳng phải tôi đã nói với bà rồi sao? Năng lực của Hải Đường nếu như bị công xưởng khác cướp đi thì sẽ trở thành uy hiếp đối với chúng ta. Vậy thì đã sao? Tổn thất một chút còn hơn để nó ở nhà khiến công xưởng không ra thể thống gì cả. Người làm mưa làm gió chính là bà đó. Đầu tiên bà kêu Diệu Lan đến công xưởng tùy ý đuổi việc nữ công. Tiếp theo bà lại nghi ngờ Hải Đường là nội gián, nhất quyết muốn đuổi nó đi. Sao bà cứ đôi co với một người trẻ tuổi như vậy? Tôi cũng chỉ là muốn tốt cho cái nhà này thôi. Tôi muốn tốt cho hai đứa con. Sao người nào cũng không hiểu cho nỗi khổ tâm của tôi chứ? Lão gia, ông không ăn nữa sao? Diệu Lan, mang cơm đến cho lão gia đi. Dạ. Ô,
Nguyệt Hiên. Anh Hải Đường. Muộn vậy rồi sao anh còn đến đây? Hai người cũng đang bận làm à? Đúng vậy, công nhân tăng ca, tụi em không thể lãng phí thời gian. Lúc cần hàng gấp thì phải giám sát cho thật chặt chẽ, làm nhanh cũng phải làm cho cẩn thận. Đúng vậy. Cái này anh cũng không giúp được gì, cho nên anh đã mang chút đồ ăn đêm cho hai người. Bên trong này có bánh mà Hải Đường thích ăn nhất nè, bánh hoa hồng đó. Nguyệt Hiên, đây là bánh đậu xanh mà em thích ăn nè. Hai người ăn đi kẻo nguội đó. Nguyệt Minh à, anh suy nghĩ chu đáo thật đó. Thật ra thì anh chỉ đến xem hai người thôi. Bây giờ đồ cũng đã đưa đến tay rồi. Hai người làm tiếp đi, anh đi trước đây. Cảm ơn anh nha Nguyệt Minh. Ăn đi. Tối như vậy rồi còn đến nhìn em một cái. Vậy thì sao? Anh ấy có đem bánh đậu xanh mà anh thích mà. Đúng vậy, nửa đêm còn đến đây gửi đồ ăn đêm. Ý gì chứ? Gửi ấm áp à? Người ta đem đồ ăn đến cho anh còn trách người ta. Dù gì thì anh cũng cảm giác được, một loại cảm giác rất không tự nhiên. Cái gì không tự nhiên? Em nghĩ anh ghen tuông thì có. Cố Hải Đường, bây giờ em là người yêu của anh đó, biết chưa? Được rồi, em biết rồi mà. Mau làm việc đi. Trời ơi, cuối cùng cũng xong rồi. Ê, nhanh tay nha, cẩn thận đó. Bên này nè. Cũng may đó. Cuối cùng thì cũng hoàn thành đúng hẹn, rút được gánh nặng rồi. Đúng đó, đơn hàng lớn như vậy vốn dĩ còn tưởng không làm xong, kết quả mọi người đồng lòng hợp sức, cuối cùng chúng ta cũng làm được. Em đã quá vất vả rồi. Em nhìn kìa, thức khuya tới nỗi mặt trắng bệch ra. Anh còn nói nữa, anh thức đêm mà cũng xanh ra rồi kìa. Như vậy mới tốt, hai chúng ta cùng nhau hát một bài Bạch Sa Truyện. Chỉ có anh biết nói linh tinh thôi. Phạm Chân, bên ngoài có người tìm cô. Tìm tôi sao? Được. Ông là... Tôi là quản gia của Thi Phủ. Phạm Chân cô nương, lão gia của chúng tôi đang đợi cô. Tìm tôi hả? Đơn hàng lớn như vậy có thể hoàn thành đúng hẹn, quả thực không dễ dàng. Đều nhờ vào anh em Nguyệt Minh, Nguyệt Hiên hỗ trợ lẫn nhau mới thành công như vậy. Nào, chúng ta hãy cạn đi. Cha, con cảm thấy có thể thuận lợi hoàn thành là nhờ vào sự cố gắng của mọi người. Mỗi công nhân của công xưởng đều nên được thưởng. Đặc biệt, có một người có công rất lớn, chính là Hải Đường. Hôm nay cô ấy nên ở đây mới phải. Đây là bữa cơm gia đình, cho nên được nhắc tới người ngoài. Sao coi Hải Đường là người ngoài được? Chị Hải Đường cũng là bạn tốt của em cũng rất thích chị Hải Đường. Đúng vậy. Thanh Thanh, đây là món em thích ăn nhất nè. Sao vậy chị? Từ khi nào chị Hải Đường trở thành người không thể nhắc tới? Mẹ, Hải Đường luôn cố gắng hy vọng được sự đồng ý của mẹ. Con cũng hy vọng có một ngày mẹ có thể chấp nhận cô ấy. Không thể nào. Mẹ nhắc lại một lần nữa, mẹ không thích con người của Cố Hải Đường. Mẹ hy vọng con và cả Nguyệt Minh sau này trước mặt mẹ đừng nhắc đến tên Cố Hải Đường. Mẹ à, sao mẹ cũng lo cả con vào rồi? Nguyệt Hiên, khó khăn lắm cả nhà mới có thể ngồi ăn chung với nhau, em đừng nhắc đến nữa ha. Mẹ, nào, con mời mẹ một ly, đừng có giận nữa. Nè, uống đi mẹ.